Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức và review các sản phẩm đồng hồ của Doseco. Hôm nay thì mình xin được giới thiệu với anh em mẫu đồng hồ Thụy Sĩ đến từ thương hiệu nổi tiếng Tissot. Ở đây thì mình đang có mẫu đồng hồ mang phong cách tự nhiên, casual, rất là dễ đeo và kết hợp đồ với anh em. Có thể nói rằng thiết kế của em nó phù hợp với mọi nhu cầu của anh em, từ những anh em văn phòng thanh lịch cho tới những anh em năng động thích cái sự độc đáo, phá cách trong những buổi đi chơi, giao lưu bạn bè. Mã của em nó là T0595071601800. Đây là một sản phẩm đã qua sử dụng, được Doseco mới nhập về hôm nay. Em nó thì vẫn còn đủ hộp đựng, sách hướng dẫn và thẻ bảo hành đi kèm như anh em có thể quan sát thấy ở đây. Giá bán của em nó Doseco là 9,5 triệu đồng, thì bằng khoảng 56% mức giá mới mà hãng niêm yết. Chưa kể đến việc em nó được thay một cái bộ dây da bò ý nhập khẩu chất lượng, mà tính riêng cái bộ dây da này thì giá trị của nó là khoảng 1 triệu đồng. Đây thực sự là một cái mức giá rất là tốt cho một sản phẩm đồng hồ street made danh tiếng và chất lượng như em nó. Bây giờ thì mình sẽ đi chi tiết hơn về cái mẫu Tissot T0595071601800 để cho anh em cùng chiêm ngưỡng. Về tổng quan khi nhìn thì đây là một mẫu đồng hồ mang phong cách trẻ trung, thanh lịch và độc đáo. Sự độc đáo đầu tiên đến từ kiểu dáng ở phần mặt trước, như anh em có thể thấy ở đây. Theo nó có phần vành biên ren mảnh, trên phần kết bo nhẹ, hơi vuông nhìn khá là mắt mắt. Theo nó sở hữu mặt đồ trơn, dáng tròn, màu trắng chảy trung cùng với cái bộ cọc số index dạng cọc vạch mảnh. Ở vị trí 6 giờ và 12 giờ là hai số 5 mã lớn. Với thiết kế cọc số như vậy thì cho ta thấy rõ cái đồ Tissot cho mỗi đồng hồ này. Đó chính là sự cổ điển thanh lịch nhưng mà đã có sự phá cách chảy trung hơn. Ở vị trí 12 giờ là dòng chữ Tissot 1853 quen thuộc của thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ nổi tiếng này. Ở phía góc 3 giờ là ô định ngày nhỏ không vắn. Đây là mẫu đồng hồ có 3 kim, dáng kim dolphin nhọn cân xứng hài hòa. Vốn là kiểu dáng kim rất là phổ biến và phù hợp với mọi phong cách giới tính. Thực sự rất là phù hợp cho mẫu đồng hồ mang phong cách tự nhiên như em nó. Thay vì kiểu thiết kế vắt cạnh đánh bóng nóc nánh thường thấy của bộ kim và phần cọc số, thì phần kim cọc số của mẫu Tissot này được nằm phẳng ngoài sức mờ, nhìn thực sự là độc đáo và hiếm thấy. Với cái thiết kế này tạo cảm giác mặt đồ trầm hơn, tạo cảm giác bí ẩn, độc lạ. Đây chính là sự đặc biệt thứ hai ở mẫu đồng hồ này. Về phần mặt kính, nó sở hữu thiết kế kính phẳng nằm bằng chất liệu kính sapphire nguyên khối cao cấp, nên anh em có thể hoàn toàn yên tâm về độ trúng xước của em nó trong sinh hoạt thường ngày. Anh em cũng lưu ý là không nên thử độ cứng của kính sapphire bằng những cái vật dụng có độ cứng cao hơn sapphire như là kim cương hay là dao vắt kính. Phía cạnh bên góc 3 giờ là nút vận chỉnh được khắc biểu tượng chữ T quen thuộc của thương hiệu đồng hồ Tissot. Phần viền cạnh máy được mài sức mờ với độ hoàn thiện tiêu chuẩn cao cấp của các đồng hồ Thụy Sĩ, nhìn rất là mịn và đẹp mắt. Em nó kích thước mặt là 40mm, độ dày là 10mm, nhưng với thiết kế vành biên dân mảnh nên là nhìn mặt dial khá là lớn, cộng với khoảng cách nắp tôn lắc của em nó khá dài nên em nó sẽ phù hợp với những em có chu vi cổ tay từ 15,5 đến 18cm. Và theo mình thì đậm nhất là sẽ từ khoảng từ 17 đến 17,5cm. Bây giờ thì mình sẽ lên tay cho anh em cùng quan sát. Như cổ tay mình là 17cm nên khi lên tay nhìn rất là hợp lý, vừa vặn vô bông tay. Về phần máy, em nó sở hữu cỗ máy ETA Caliber 28242 với 25 chân kính, độ trữ năng lượng là 38 giờ và tần số dao động là 28.800 lần trên giờ. Nói về cỗ máy ETA Caliber 28242 thì anh em với đồng hồ chắc chắn là đều biết rõ về nó. Đó là một cỗ máy hết sức là nổi tiếng với độ chính xác, độ bền và độ ổn định tuyệt vời, được chứng minh bởi thời gian. Ngày nay thì cái máy đồng hồ ETA 28242 được xem như là bộ máy cơ tự động liên dây phổ biến và cũng nổi tiếng nhất trong thế giới đồng hồ Thụy Sĩ. Thậm chí cấu trúc thiết kế của ETA 28242 cũng hoàn toàn đáp ứng được những cái tiêu chuẩn độ chính xác khắt khe của COSC, khiến cho các hãng đồng hồ cao cấp cũng phải sử dụng cái nền tảng này. Với cỗ máy này thì em nó sở hữu tính năng nên có tay hay winding và chức năng dừng kim dây hacking stop, giúp cho anh em có thể chỉnh giờ chính xác và bù năng lượng cho em nó rất là tiện lợi. Em nó sở hữu độ trụ nước là 50m nên anh em có thể yên tâm về khả năng trụ nước của em nó trong điều kiện sử dụng thông thường như đi mưa và rửa tay. Như nói ở trên thì mẫu Tissot T0595071601800 mình đang có trên tay thì sử dụng một cái bộ dây da bò cao cấp nhập khẩu từ Ý cùng với khóa cài cánh bướm chính hãng. Phần dây da bò này có mặt ngoài màu nâu, dấu vân cá sấu sang trọng. Phía bên trong là lớp da nộn, khi đeo thì sẽ có cảm giác êm và ôm tay.
Nhưng ưu điểm của phần giao nộm này là thấm mồ hôi, dễ băm bẩn nên em cần vệ sinh thường xuyên hàng tuần cho em nó. Cái khóa của em nó là khóa cài cánh bướm chính hãng, được làm bằng thép không gỉ 316N sáng bóng và chắc chắn. Chúng ta sẽ vẫn bắt gặp cái biểu tượng thương hiệu chữ T quen thuộc ở phần mật khóa. Với việc trang bị khóa chống ngập dây thì sẽ giúp cho việc đeo đồng hồ của anh em dễ dàng, như việc tháo mở bằng bộ dây kim loại và giúp bảo vệ cho phần dây không bị gấp, khiến cho dây bền và đẹp hơn. Trên đây là video review sản phẩm đồng hồ thụy sĩ cao cấp Tissot T095071601800 của Luceco. Anh em nghĩ sao về sản phẩm này? Anh em có thể đặt mua sản phẩm theo số hotline mình để trong video, hoặc tới mua trực tiếp tại địa chỉ cửa hàng mà mình để dưới phần mô tả. Nếu các bạn thích hoặc thấy video này hữu ích, vui lòng hãy like và share video tới những người bạn của mình. Để không bỏ sót những video thú vị khác của Luceco, các bạn vui lòng bấm nút đăng ký kênh. Video của Luceco xin đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chào tạm biệt.